Rồi ok. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh 3-4 giữa chiến đội AEHN với lại chiến đội Sintop 516. Và trước khi vào trận đó thì chúng ta cùng xem xét đồ của mỗi bên anh em ơi. Và anh em cùng xem xét đồ của chiến đội AEHN. Đó là gồm 5 độc Dermer Tiện Mộng. Đó, đây là 5 độc bên chiến đội AEHN anh em. Sử dụng 1 set 53 Hồng Mỹ. Đó, 19-10 Nhẫn Kháng Hỏa 27 Nhẫn Kháng Băng 29 Ngọc Bội 35. Quá đẹp. Một cây đào tóc 30 Kháng Hỏa 25 và bằng sát 95 Chóng 40 và một nón phòng thủ 25-40 chậm, một bàn tay phòng thủ 21-40 chậm, một áo 40-40 chậm và 20 phòng thủ sử dụng lực, một đai lưng 24 phòng thủ và 40 chậm, một đôi giày tóc khăn băng. Đó, hai món, bốn món phòng thủ và một món khăn băng, một món khăn hỏa từ vũ khí. Và đây là set đồ của cao thủ Nghe Mi ở số đi em. Đây là Giỏ đan anh em. Và trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Giỏ đan thì mang phòng thủ làm trọng khá là nhiều, một áo kim, một đai mọc và giày cũng phòng thủ làm trọng và một vũ khí chống kháng hỏa. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Trong trận đấu này chúng ta cùng đợi xem một giỏ đan, một nem độc đang giao tranh với một nem độc, một Nghe Mi, ai cũng có phần thắng cả. Nếu như một trong hai kết thúc được một đối phương, một ạc của đối phương bên cạnh thì chắc chắn tỷ lệ thắng dành cho mình khá là cao. Anh em cùng chờ đợi xem. Bản này chỉ đồ tím thôi nha toàn hữu ơi, không có đồ hồng kim vương phái nha toàn hữu ơi. Hôm server này không có hồng kim vương phái Sơn Phạm ơi. Anh em đang xem ủng hộ cho hai cầu thủ này, bốn cầu thủ này bên hai chiến đội một lao sẽ ủng hộ cho nha anh em ơi. Và bây giờ chúng ta đang thấy rằng Nghe Mi và Giỏ Đan đã chia ra 1v1. Và hai nem độc bên kia cũng đã chia ra 1v1 rồi. Liệu ai sẽ bắt KQ này? Trận đấu chúng ta đang diễn ra khá là căng thẳng. 1v1 từ hai hướng. Hai anh nem độc đã cắt bùa và đang đánh những đòn bắt đầu xuyên tâm từ hai bên. Liệu nem độc nào sẽ là chủ lực trong trận đấu này? Và nem độc Tuyệt Mộng đã giành chiến thắng trong pha giao tranh 1v1 vừa rồi. Xin chúc mừng, chỉ còn mỗi mình Nghe Mi lão ta mà thôi. Rồi xong. Có vẻ như trong trận đấu này, trận đấu này đã giành phần thắng cho cao chiến đội AEHN 1-0. Phải vừa rồi thì nem độc bên chiến đội lão đại đã, cao thủ lão đại bên chiến đội kia đã bốc hơi một cách khá là sớm trong cái pha giao tranh 1v1 giữa hai nem độc với nhau. Rất là tiếc thì chiến đội lão Tam cũng đã thua 1-0. Và xin chúc mừng chiến đội AEHN win 1-0. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi trận đấu thứ hai được diễn ra ngay bây giờ. Hay quá anh em ơi. Trận đấu này chỉ có chia ra như vậy đánh mới nhanh thôi, còn nếu mà đỡ đánh giao tranh câu kèo câu giờ này nọ khả nghĩ cũng chưa biết được, chưa biết được ai win hơn ai anh em. Trong pha vừa rồi thì họ đang đẩy về cái hướng solo xem thử như thế nào. Nhưng mà rất đáng tiếc là anh nem độc lão đại đã đục tử và bốc hơi. Rất đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ hai. Hiện tại bây giờ như anh em chưa biết đâu, tại vì trong này á là chỉ một set đồ duy nhất xuyên suốt giải đấu, không được thay đồ anh em. Nên là ví dụ như cái trận đấu này họ gặp phái kia thì họ chỉ mang một set đồ duy nhất thôi, nên là họ không có quyền thay đổi đồ anh em. Nếu thay đổi đồ là bị thua đó nè. Chứ không phải là tại sao không mang 5 phòng thủ đâu. Và giờ chúng ta sẽ vào bên trong. Trận đấu đầu tiên thì chiến đội AEHN đã win 1-0. Tầm này Văn Long Kích với lại Nhân Kiếm đấy có đất diễn. Đúng rồi Sơn Phạm ơi, tầm này với đẳng cấp hơn 150 thì tầm này Thiên Nhẫn Văn Long Kích với lại Giỏ Đan Kiếm có đất diễn chuẩn luôn. Nhưng mà họ không biết là có lọt thẳng vào bên trong này hay không, đó cũng là một vấn đề khó nữa. Và bây giờ chúng ta ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh 3-4 giữa hai chiến đội Sintop 516 với chiến đội AEHN. Trong trận đấu đầu tiên thì chiến đội AEHN đó là gồm cao thủ Tuyệt Mộng đã win 1-0. Và trong trận đấu này thì chúng ta cùng xem xét đồ của hai cầu thủ xin top 516. Và đây là nem độc đầu tiên đã bị bốc hơi bởi màn pha solo 1v1 giữa hai cầu thủ nem độc. Thì đây anh em cùng xem xét đồ của lão đại đang sử dụng một set đăng bàn mắt hộp 20 30 29 28, và đang sử dụng một cái đao tóc 30 bằng sắt 80 85 85, thì chỉ đặng móc bằng sắt 72 mà thôi. Khá là đẹp, một đao tím khá là ok. Tuy rằng không bằng đao bên Tuyệt Mộng nhưng mà đao này cũng khá là ok rồi.
và đang sử dụng một cái nón phòng thủ 25-40 làm chậm, một bộ tay phòng thủ 24, một đai lưng phòng thủ 25-40 làm chậm, một áo phòng thủ 25-40 chậm và 40 vừa thôi. Chuyển hóa số lượng 10, chúng ta đang có mình 160 làm chậm từ 3 món và một đôi giày tóc trón kháng hỏ. Bao tay này rất đáng tiếc, chỉ một dòng mà thôi. Và anh em cùng xem xếp đồ của ngày 10 lão đại. Ngày 6 đây em ngày 10 lão tam. Đây là ngày 10 lão tam. Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngày 10 thì những nón phòng thủ làm phần kháng lôi của một dòng, áo một dòng, đai lưng phòng thủ làm chậm bộ 25-40, đây là giày hay bộ 24-40, vũ khí kháng lôi 30, nhẫn kháng lôi 30, nhẹ kháng lôi 19 chứ, rồi nhẫn làm chậm 40, còn bộ kháng lôi 26. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Trận đấu đầu tiên thì có một màn 1-1 đến từ vị trí của hai Nam Độc. Và bây giờ thì có vẻ như là hai cao thủ đã đổi hướng. Nga My đã bắt đầu chụp Nam Độc rồi. Và bên Nam Độc này đang cố gắng áp đảo vào hướng của Võ Đăng Thiết Mộng bên kia. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu trong trận đấu này có sự thay đổi giữa hai bên, liệu sẽ ra sao. Hiện tại đã cách vùa được lên Võ Đăng rồi. Hiện tại Nam Độc lão đại đang đánh cho mình những đòn bất động. Võ Đăng đành phải di chuyển lên, đành phải di chuyển chạy liên tục. Sao không lên ngựa di chuyển mà lại di chuyển dưới đất? Chúng ta cùng đợi xem. Hiện tại Nga My lão tam đang giữ chân anh Nam Độc Tuyệt Mộng khá là thú vị và pha vô rồi. Nam Độc đã độc tử được Võ Đăng Tuyệt Mộng. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Nam Độc Tuyệt Mộng thôi. Một pha rau đấu thứ hai này diễn ra một cách khá thuận lợi dành cho hai cầu thủ. Đó là lão tam và lão đại. Nga My hoàn toàn chụp về hướng của Nam Độc và đỡ cho Nam Độc lão đại bên này hoàn toàn hành sự về hướng của anh Võ Đăng, mà Võ Đăng đành phải bốc hơi. Chưa đầy một phút thì Võ Đăng đã phải chết ở vị trí góc 6 giờ rồi. Và trong trận đấu này chúng ta đã có một tỷ số 1-1 dành cho chiến đội Sintop 516 đã gỡ hòa 1-1. Quá hay. Trong trận đấu này thì chúng ta có thể thấy rằng trong khác biệt với trận đấu đầu tiên. Trong trận đấu đầu tiên thì họ đã chia ra 1-1 và trong trận đấu này thì anh Nga My đành phải chụp hướng Nam Độc và giữ chân Nam Độc bình đối phương và đỡ cho Nam Độc mình càng quyết anh Võ Đăng. Võ Đăng phải đành chạy lon to, anh em thấy chưa? Và đó là một pha chiến thắng khá là tốt và dành cho chiến đội của lão đại. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu chung cuộc, sẽ là trận đấu thứ ba giữa hai cầu thủ này, giữa hai chiến đội này. Em và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu thứ ba. Sau khi trận đấu thứ hai xin top 1 đã win cho mình 1-1 thì bây giờ đây sẽ là trận đấu thứ ba, sẽ là trận đấu chung cuộc. Nếu như chiến đội nào win thì dành cho mình hạng 3, và nếu như chiến đội nào thua thì chỉ có cho mình hạng 4 thôi anh em ơi. Và anh em ở trong hai trận đấu thì anh em cũng đã soi đồ giữa hai bên rồi. Và hiện tại cho đến bây giờ thì có rất nhiều anh em bảo soi đồ của hai Nam Độc so sánh với nhau. Thì anh em nhiều anh em bảo là xếp đồ của lão đại đẹp này nọ. Thì ok, là xếp đồ của lão đại. Nhìn sơ qua xếp đồ quang mắt rồi. Rồi đao tóc 30 bằng sắc 85. Lượng phòng thủ thì 4 món. Đó. Và cái đôi giày tóc kháng họ chón. Và bên này thì anh Nam Độc bên này thì cũng tương đối. Nhưng mà đặc biệt hơn đó là một set đăng băng hồng mỹ rồi đó, set đăng băng hồng mỹ mất rồi đó. Ok chưa, cái lượng máu tăng sinh lực nữa, anh em thấy chưa? Với lại những gặp bội khán cả anh em rồi nè. Với lại đặc biệt hơn đó là đang sử dụng một cái đao mắt pin tóc 30 bằng sắc 95, đạt móc bằng sắc 94 như nè, kháng hỏa 24 và chống 40. Tính ra thì bên set đồ của Tuyệt Mộng Nam Độc bên này sẽ khủng hơn anh em, cũng đi cho mình là 4 bóng thủ, một bao tay này, hai nón này, ba áo này, rồi 4 đai này, đó cũng 4 bóng thủ ngang nhau tương đối. Và đang đi bên này thì một đôi giày tóc không banh đó nè, chứng thực rõ luôn nè. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ ba, sẽ là đấu chung cuộc của trong trận đấu này. Và bây giờ ở trong trận đấu này thì chúng ta vẫn đang thấy rằng Nga My lão tam đang giữ chân hoàn toàn 100% Nam Độc Tuyệt Mộng, đỡ cho Nam Độc lão đại của mình đang càng quét anh Võ Đăng Tuyệt Mộng bên trên. Chúng ta cùng đợi xem sẽ ra gì ra sao đây. Nếu như Nam Độc lão đại có thể kết thúc anh Võ Đăng như trong trận đấu đầu tiên thì tỷ lệ thắng dành cho chiến đội lão đại sẽ cực kỳ cao. Chúng ta đã thấy rằng Nam Độc đã cắt được bùa và đang đánh những đòn bắt độc xuyên tâm xây mạnh vào hướng của anh Võ Đăng. Võ Đăng đành phải cho người di chuyển liên tục. Kiểu này thì Võ Đăng xin với biệt cụ rồi, không thể nào di chuyển được rồi. Võ Đăng đang trên người chạy nên nói cho, nếu mà hết thực lực thì anh em thấy như thế nào? Nếu mà Võ Đăng hết thực lực thì anh em nghĩ như thế nào mọi người? Võ Đăng là đứng lại giải bùa. Tại bên dưới này thì Nga My lão tam đang đứng giữ chân anh Nam Độc Tuyệt Mộng. Và bên ngoài thì Nam Độc lão đại đang dí về hướng của Võ Đăng. Đây là một trong những pha giao tranh khá hợp lý ở trong trận đấu thứ hai của hai chiến đội Sintop 516, đó là gồm hai cao thủ lão tam và lão đại. Và trong trận đấu này thì họ vẫn sử dụng lại cái bài tiếp tục, đó là dí về hướng của Võ Đăng. Và Nga My chỉ có thể giữ chân anh Nam Độc đối phương mà thôi. Hello Đỗ Trường Vy,
anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ ngồi chơi anh em ơi. Hiện tại anh em đang xem giải đấu xâm việt sát thủ của cụm mấy chủ La Thiên Sơn anh em, trang chủ võ công truyền kỳ .net. Và đây là trận thi đấu tranh 3-4 giữa hai chiến đội xin top 516 là chiến đội AE HN, và hai cao thủ đã có cho mình một điều, và đây là round đấu chung cuộc, liệu ai sẽ giành cho mình hạng 3 đây. Rồi xong pha rồi, chúng ta đã thấy rằng vẫn chính xác, đó là Võ Đan tuyệt mộng đã chính thức bốc hơi. Sau khoảng hơn 2 phút thì Võ Đan tuyệt mộng đã chính thức bốc hơi anh em à. Bây giờ chỉ còn mỗi mình anh Nam Độc mà thôi. Why? Phải rồi thì Nam Độc cũng đã kết thúc được em ơi, bên đối phương kết thúc, ai sẽ win? Phải rồi, chúng ta thấy rằng Lão Tam đã win cho mình, và chung cuộc đã nghiêng về dành cho chiến đội xin top 516. Chung cuộc đã win cho mình 2-1 và dành lấy cho mình hạng 3. Rất đáng tiếc cho bên chiến đội tuyệt mộng anh em à. Phải vừa rồi thì chỉ còn mỗi mình hai Nam Độc với nhau, nhưng mà đòn đam cuối cùng của Lão Đại đã chí mạng làm cho Nam Độc tuyệt mộng bốc hơi quá nhỏ luôn. Và xin chúc mừng chiến đội xin top 516 đã lấy cho mình hạng 3, xin chúc mừng quá hơn. Đây rất đáng tiếc cho chiến đội AEHN, họ chỉ giành mình hạng 4 rồi em ơi, quá hơn luôn em ơi, quá hay quá hay. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh chung kết đang được chờ đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay, giải đấu